Cuộc đời này bạn sẽ gặp gỡ và quen biết rất nhiều người, nhưng có người cứ đi rồi đến lúc cũng rời xa bạn. Có người cứ nói rồi cũng đến lúc tình cảm nhạt dần. Còn có những quen biết lâu dần rồi cũng thay đổi. Người chỉ đi cùng bạn một đoạn đường có thể có rất nhiều, nhưng người có thể đi cùng bạn cả cuộc đời lại chẳng được mấy ai. Vậy người đi cùng bạn lâu nhất cuộc đời là ai? Cuộc đời này, người ở bên bạn lâu nhất không phải là bố mẹ và con cái, cũng không phải là anh em hay bạn bè, càng không phải đồng nghiệp hay người yêu, mà là nửa kia, là người bạn đời của bạn. Đó mới là người sẽ chung sống bên bạn suốt đời. Bạn bè dù có chân thành cũng không thể ở bên bạn mãi mãi. Bố mẹ dù có tốt cũng không thể luôn ở bên bảo vệ bạn. Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên bạn. Anh em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày. Chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn gọi là bạn đời, mới có thể chung sống bên bạn sớm chiều. Bố mẹ đã đưa chúng ta đến với thế giới này, hết lòng yêu thương chúng ta mà không cần phải báo đáp. Nhưng rồi sẽ đến một ngày họ sẽ già đi, bệnh tật, ốm yếu, sau cùng rồi sẽ rời xa, không thể tiếp tục ở bên chúng ta nữa. Chúng ta mang con cái đến với thế giới này, chúng ta vẫn luôn cố gắng chăm sóc thật tốt cho chúng, nhưng rồi chúng sẽ dần trưởng thành, kết hôn sinh con, có gia đình của riêng mình, nên cũng sẽ không thể ở bên chúng ta mãi được. Anh chị em là những người thân thiết với chúng ta nhất, là người chảy chung một dòng máu với chúng ta, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, nhưng rồi họ cũng sẽ lần lượt lập gia đình. Khi ấy chỉ có thể thi thoảng đến thăm hỏi lẫn nhau, chứ không thể luôn ở bên chúng ta như ngày còn bé nữa. Bạn bè là những người mà ta tình cờ gặp gỡ, rồi ở bên, cùng ta vui chơi cười nói, không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Theo thời gian, tình cảm ấy cũng có thể sẽ phai nhạt dần, đôi khi có thể chấm dứt vì một mâu thuẫn nào đó. Bạn bè không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ chúng ta. Người thực sự ở bên chúng ta lâu nhất, cùng chúng ta già đi, chỉ có một người duy nhất là người bạn đời của chúng ta mà thôi. Chung sống bên nhau từ khi còn trẻ, về già giúp đỡ dựa dẫm vào nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái, quãng thời gian hai người ở bên nhau này có lẽ cũng là dài nhất trong cuộc đời họ. Khi còn trẻ ở bên nhau, yêu thương chăm sóc lẫn nhau, khi về già vẫn ở bên không rời. Chỉ đến khi già đi, con người ta mới thực sự hiểu rõ câu nói này, câu nói mà khi còn trẻ ta không thể nào không hiểu được. Bố mẹ đã không còn nữa, con cái đều đã lập gia đình, họ hàng thân thiết thì ở xa, bạn bè cũng mỗi người một nơi, chỉ có vợ chồng sẽ luôn ở bên nhau, anh ấy sẽ cùng bạn đi tản bộ, cô ấy sẽ ở bên chăm sóc cho bạn. Anh là bờ vai vững chãi của em sẽ trở thành chiếc gậy để anh vịn vào, cùng nhau chúng ta sẽ đi hết những tháng ngày còn lại. Hãy thật trân trọng người bạn đời của bạn. Khi còn trẻ, vì bạn đối xử tốt với cô ấy, nên cô ấy mới ở bên bạn không rời. Khi còn trẻ, bạn đối xử chân thành với anh ấy, nên anh ấy mới hết lòng yêu thương bạn. Đừng đánh mất người vợ, người vẫn luôn yêu thương bạn nhất. Cũng đừng để mất đi người đàn ông yêu thương bạn nhất, vì suy cho cùng, họ chính là người sẽ ở bên bạn lâu nhất trong cuộc đời này. Mỗi khi nhìn thấy những cụ ông, cụ bà với mái tóc bạc xìu nhau đi bộ một cách tự nhiên, trong lòng tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn như xưa, vẫn ở bên nhau không rời. Hãy trân trọng mối nhân duyên vợ chồng, bởi tu trăm năm mới đi chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Giữa vợ chồng phải có sự giúp đỡ và dựa dẫm lẫn nhau mới có thể tôn trọng lẫn nhau suốt đời. Trên đời này, vợ chồng là mối quan hệ khiến con người ta gắn bó với nhau lâu dài nhất. Có sự giúp đỡ của nửa kia, hai người cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm ngọt ngào, lãng mạn của cuộc đời để viết nên một câu chuyện đơn giản mà hạnh phúc. Một cặp vợ chồng bình thường có thể ở bên nhau mấy chục năm, hai bên là chỗ dựa, là sự tin tưởng,
càng là động lực sống của nhau. Bạn và nửa kia của mình hãy thực hiện 5 bí quyết sống như sau. 1. Luôn biết cách khen ngợi lẫn nhau. 2. Luôn lắng nghe ý kiến của nhau. 3. Hãy cố gắng bình tĩnh lại khi xảy ra tranh chấp cãi vã vượt ngoài tầm kiểm soát. 4. Luôn thẳng thắn đối mặt, tán thưởng lẫn nhau. 5. Hãy cho nhau những cái ôm hay nụ hôn an ủi khi gặp phải khó khăn. Vợ chồng sống chung sẽ khó tránh khỏi những lúc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Nhưng bác sĩ tâm lý từng nói, một cặp đôi có cuộc hôn nhân thành công luôn biết cách tâm sự, chia sẻ và nắm bắt một vài mẹo nhỏ khi chung sống cùng nhau. Chúc bạn và nửa kia của mình sẽ bình yên nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.